Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 447, Quần đảo Đông Hải. Viên Minh tiếp nhận ngọc giản, vận khởi thần thức chui vào trong đó. Về trong ngọc giản góp nhặt rất nhiều tình báo liên quan tới Đông Hải, ghi chép phi thường chi tiết. Diện tích lãnh thổ của Đông Hải bao la còn trên cả Trung Nguyên, Nam Cương. Nhưng Đông Hải lại khác với địa phương khác. Nơi này là khu vực vô biên hải, có vô số hòn đảo. Kỳ thật khu vực của Đông Hải chủ yếu là những hòn đảo này. Đông Hải bất luận phàm nhân hay là tu tiên giả đều phân bố tại những hòn đảo này. Đông Hải có khí hậu tồi tệ, gió lốc, hải khiếu, địa chấn, thiên tai thường xuyên. Không có tu tiên giả che chở, phàm nhân khó mà sinh tồn ở đây được. Bởi vậy các hòn đảo có người ở lại, phần lớn là linh đảo có linh mạch. Đông Hải không có quốc gia, người quản lý hòn đảo đều là tông môn hoặc là thế lực tu tiên, mỗi hòn đảo tương đương với một tiểu quốc. Căn cứ vào linh mạch của hòn đảo, toàn bộ hòn đảo Đông Hải được chia ra làm 3 đẳng cấp. Hòn đảo tam đẳng, số lượng rất nhiều, trong danh sách có chừng 2-3 ngàn tòa, linh khí mỏng manh. Tối đa chỉ có thể cung cấp tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện. Còn hòn đảo nhị đẳng, linh mạch nồng đậm hơn nhiều, có thể cung cấp tu sĩ kết đan kỳ tu luyện, số lượng lại thừa thớt hơn rất nhiều, chỉ có trên 100 tòa. Hòn đảo có linh mạch tốt nhất được gọi là hòn đảo nhất đẳng, linh khí tràn đầy, đủ để bồi dưỡng tu sĩ nguyên anh, không kém linh mạch ngũ lôi tông, linh phủ tông, thậm chí cả trường xuân quan. Căn cứ nhàn tư vận thu thập tin tức ở Đông Hải, càng đến gần duyên hải, hòn đảo tam đẳng chiếm càng nhiều, mà càng vào sâu trong hải vực, bất luận là hòn đảo nhị đẳng hay là nhất đẳng, số lượng sẽ gia tăng theo, cho người ta một loại cảm giác khoảng cách đại lục càng xa, linh khí càng nồng đậm. Xem ra linh khí ở thế giới hải ngoại xác thực càng thêm nồng đậm hơn vân hoang đại lục, nếu không linh mạch hòn đảo sẽ không phân bố như vậy. Viên Bình thầm nghĩ, hòn đảo nhất đẳng có số lượng thừa thớt, toàn bộ Đông Hải chỉ có 13 tòa. Mỗi hòn đảo đều có nguyên anh tọa chấn, thực lực mạnh mẽ. Trong 13 hòn đảo nhất đẳng, thực lực cường đại nhất là hòn đảo có tên là Phù Tang đảo. Nơi này, bởi vì ở trên đảo sinh trưởng một gốc phù tang thụ to lớn vô cùng, nên có cái tên này. Phù Tang thụ là thượng cổ thần mộc, nghe nói chính là chỗ nghỉ lại của Tam Túc Kim Ô do Thái Dương diễn hóa ra. Thượng cổ Kim Ô đã sớm không còn dấu vết, phù tang thụ ở trên Phù Tang đảo tự nhiên cũng không thể so sánh với thần mộc thượng cổ. Nhưng trên gốc phù tang này có nghỉ lại một con yêu thú Kim Ô Hỏa Linh, hư hư thực thực, thực lực cường đại vô song, đạt tới cấp 5. Toàn bộ Đông Hải không ai có thể địch. Cộng may có linh điểu Kim Ô kia tính tình hiền lành, sống hòa bình với dân chúng trên phù tang đảo, nhiều năm qua không nghe nói chủ động đả thương người. Phù tang đảo chủ có thực lực phi thường cường đại, đạt tới nguyên anh hậu kỳ, uy chấn Đông Hải. Phù tang thần mộc, ta đã thấy trên điển tịch, cô y năng không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ vân hoang đại lục lại có thần mộc như vậy sống sót. Lại còn có yêu thú, Kim Ô hư hư thực thực. Tu tiên giới Đông Hải, thật sự là thâm bất khả chắc. Viên Minh nhìn đến đây, không nhịn được mà nói. Cái gì? Phù tang thần mộc sao? Một âm thanh từ trong túi linh thú đại truyền ra, hoa chi từ bên trong đó ló đầu ra. Mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhàn Tư Tịnh và Tịch Ảnh đều đã thấy qua Hoa Chi, cũng không để ý. Nhàn Tư Vận thì lần đầu tiên tiếp xúc với Hoa Chi, thần thức dò xét mấy lần. Thế nào, người cũng biết Phù Tang thần mộc sao? Viên Minh hỏi. Ta hấp thu huyết liễu, luyện hóa một tia linh nguyên sâu cùng, từ đó ép ra không ít bí văn, bên trong có một ít tin tức liên quan tới Phù Tang thần mộc. Tu La Thượng Nhân đã từng chiếm được một đoạn phù tang thần mộc. Khung cửa của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ chính là dùng cây này luyện chế thành. Hoa Trì nói vậy, Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, thần thức cảm ứng cùng đỡ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, khí tức xác thực rất cường đại, nhìn không ra chất liệu gì. Phù tang thần mộc có xưng tổ vạn mộc, họ hàng gần với thế giới thụ, có được một tia khí tức bản nguyên vạn mộc. Không nghe ngại bất kỳ công kích gì của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, dùng phù tang thần mộc luyện chế pháp bảo
có thể ngăn cản tất cả linh lực ngũ hành công kích, nhất là giỏi việc khắc chế tất cả thần thông bộc thuộc tính. Hoa Chi tiếp tục nói. Viên Minh nghe lời này, chậm rãi gật đầu. Ngươi vậy mà biết rõ thế giới thụ. Thầy Cảnh một mực ngồi yên ở đó, nghe đến đây thì lông mày không khỏi nhướng lên. Đây cũng là gốc huyết liễu của Tu La Thượng Nhân nói cho ta. Hoa Chi nói. Thế giới thụ được xưng là vạn mộc tổ kia, có chỗ đặc biệt gì sao? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Thế giới thụ nghe nói lúc hỗn độn khai thiên tích địa đản sinh ra linh căn, được vinh dự vạn mộc nguyên, tất cả sinh linh mộc thuộc tính thế gian đều là thế giới thụ diễn hóa mà thành. Trong truyền thuyết, cây phù tang thụ là nó diễn sinh ra nhóm linh mộc đầu tiên, cho nên có được năng lực khó tin. Hoa Chi nói, Tây Cảnh nghe đến đây, trên mặt cũng không có vẻ gì là biến hóa, tựa như đã sớm biết những thứ này. Viên Minh, Nhàn Tư Vận, nghe thượng cổ bí văn bực này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có phần mở mang tầm mắt. Chủ nhân, ngài dẫn ta đi phù tang đảo, giúp ta chui vào bên trong phù tang thụ. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong cây này, thu nạp mộc thuộc tính vô cùng to lớn trong đó, ta có thể đột phá cấp 4, thậm chí cấp 5 cũng trong tầm tay. Đến lúc đó, mặc kệ là Trường Xuân Quan hay là Vu Nguyệt Giáo, ta có thể càn quét tất cả. Mà chủ nhân tu luyện cửu nguyên quyết cũng là công pháp mộc thuộc tính. Nếu có được một khối mộc tâm của phù tang thần mộc, cũng có ích lợi cho tu luyện. Hoa Chi nhìn về phía Viên Minh kích động nói. Để lúc đó hãy tính đi. Viên Minh từ chối cho ý kiến một câu. Hắn biết năng lực của Hoa Chi giỏi về ẩn núp, lại thêm bản thân tương trợ, chưa hẳn không thể là chui vào bên trong phù tang thụ này. Viên đạo hữu, việc này chỉ sợ không dễ như vậy. Mặc dù ta chưa từng đi qua phù tang đảo, nhưng thám thính được, phù tang đảo cực kỳ coi trọng cây này. Trông giữ cực nghiêm, quanh đại thụ bố trí rất nhiều cấm chế, mà quanh năm lại có tu sĩ nguyên anh tọa trấn, lại có thêm con kim ô nghỉ ngơi trên cây, muốn tới gần đó phi thường khó khăn. Nhàn Tư Vận phát giác Viên Minh hình như động tâm nên vội vàng khuyên. Người chỉ là nữ tử tu vi trúc cơ, tùy tiện xen vào làm cái gì? Chủ nhân và ta thần thông há có thể ngươi tưởng tượng? Hoa Trì giận dữ quát. Nhàn Tư Tịnh lộ vẻ giận dữ, Nhàn Tư Vận thì lại thần sắc bình tĩnh, không thấy hỉ nộ. Hoa Trì không được vô lễ. Viên Minh cau mày nói. Bấy giờ Hoa Trì mới thu nhỏ miệng lại. Phù tang thụ quý giá như thế, phù tang đảo xác thực sẽ cẩn thận canh phòng, việc này ta sẽ suy nghĩ thêm. Viên Minh nói. Vâng. Hoa Trì có chút không cam lòng đáp ứng, lui về túi linh thú đại. Nhàn đạo hữu, liên quan tới phù tang bộc, chúng ta đều đã biết. Còn con yêu thú kim ô kia, người có tra ra được tin tức gì không? Viên Minh nhìn về phía Nhàn Tư Vận hỏi. Con kim ô kia nhiều năm qua, một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta cũng không thể tra ra được tin tức cụ thể. Nhàn Tư Vận lắc đầu nói. Mấy năm trước, ta đã đi qua phù tang đảo, gặp con kim ô kia. Con thú này thần thông kinh thế hãi tục, không khinh thường được. Tịch Ảnh đột nhiên mở miệng nói. Tịch Ảnh tỷ tỷ đã đi qua phù tang đảo, nơi đó tình huống thế nào? Gốc phù tang thụ kia thực cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Linh cầm kim ô quả thực là yêu thú cấp 5 sao? Nhàn Tư Tịnh tò mò hỏi. Tình huống phù tang thụ, dùng ngôn ngữ không thể hình dung. Ngày sau người may mắn đi tới, nhìn thấy là biết. Còn thực lực đầu kim ô kia, ta cũng chỉ là xa xa thấy qua một chút, không thể xác định được thực lực chân chính của nó, nhưng khẳng định không kém nguyên anh hậu kỳ, nếu không cũng không sống tới ngày hôm nay. Trong mắt của Tịch Ảnh lóe lên một tia dị dạng nói. Viên Minh nhìn thấy thần sắc của Tịch Ảnh như vậy, trong lòng đột nhiên động một cái. Thần hồn của Tịch Ảnh hóa hình chính là linh cầm tương tự như tam túc kim ô, hẳn là lúc hóa hình dùng huyết dịch lấy từ con linh điểu trên phù tang đảo kia. Nhàn Tư Tịnh, Nhàn Tư Vận ở đây, Viên Minh không tiện hỏi nhiều, đành coi như thôi. Đoạn sau của Ngọc Giản giới thiệu chính là tình huống tu sĩ Đông Hải. Ngoại trừ nhân tộc, cũng có dị chủng nhân yêu hỗn huyết. Tương đối cường đại, có tam tộc, giao nhân, xà nhân, thủy viên. Giao nhân tộc cùng với thủy viên, thuộc tính tương đối ôn hòa. Xà nhân tộc thì bạo ngược hơn, động một tí giết người, khá căm hận nhân tộc. Ba dị tộc thực lực đều không thể khinh thường, tự mình chiếm cứ một tòa linh đảo nhất đẳng. Mà tam tộc thiên phú dị bẩm, có linh xảo cùng với đầu óc của nhân tộc, lại có thần thông thiên phú của yêu tộc,
cùng dài chiến lược hơn tu sĩ nhân tộc bình thường không ít, nhất là tác chiến dưới nước thì càng được trời ưu ái. Tam tộc kết thành liên minh, nhân tộc trưởng khống hòn đảo cũng không dám quá phận tiến sát vào, song phương cơ bản bảo trì trạng thái chung sống hòa bình. Về trong ngọc giản còn ghi lại đặc thù bề ngoài của tam đại tộc quần cùng với thần thông am hiểu. Đông Hải quả nhiên là có dị tộc tồn tại. Trước đó trong thành ta nhìn thấy người kia hẳn là thành viên của giao nhân tộc. Viên Minh thầm nghĩ, ở phía trước ngọc giản ghi chép đều là tin tức trọng yếu giản lược. Ở phía sau bắt đầu viết kỹ hơn, ghi chép chi tiết 13 hòn đảo nhất đẳng, 700 hòn đảo nhị đẳng, cùng với ngàn hòn đảo tam đẳng tương đối chi tiết. Nhàn đạo hữu quả nhiên là người trong nghề thu thập tin tức. Người bình thường muốn thu thập nhiều tin tức như vậy, phải tiêu tốn mấy năm còn chưa từng tận được như thế, người lại chỉ dùng có mấy tháng. Viên Minh rất hài lòng với Nhàn Tư Vận. Viên đạo hữu quá khen. Nhàn Tư Vận cười nhạt một tiếng. Nàng nói đã chuẩn bị để Bách Đan Phường ngụ lại Đông Hải, tự nhiên là phải dò la, nghe ngóng rất nhiều tin tức. Khối ngọc giản này có tác dụng rất lớn với ta, ta có thể giữ lại không? Viên Minh giơ ngọc giản lên hỏi. Tự nhiên có thể. Nhàn Tư Vận không chậm trễ chút nào nói. Vậy đa tạ Nhàn đạo hữu. Bách Đan Phường ở Long Vương Thành khai sơn lập nghiệp, chắc hẳn thiếu thốn tài chính. Đây là 50 vạn linh thạch, coi như ta tạ ơn khối ngọc giản này. Viên Minh lấy ra một cái túi chữ vật căng phòng để lên bàn. Cái này... Nhàn Tư Vận không khỏi thở mạnh một hồi. Bạch Đăng Phường lần này trốn qua một kiếp, nhưng nguyên khí đại thương, những năm qua tích lũy tài phú đều đã bị Lôi Minh lão tổ vơ vét hơn phân nửa, có thể động dung tài sản chỉ có hơn 10 vạn linh thạch. Đó là Nhàn Tư Vận trước kia dự báo trước được kiếp nạn nên mới sớm chuyển đi. Hơn 10 vạn linh thạch đối với một tu sĩ kết đan cũng không ít, có thể dùng duy trì một thương hội trung đẳng hoạt động, nhưng bây giờ thì lại không đủ. Nàng đang suy nghĩ bán một ít tài sản tạm thời không cần dùng đổi lấy linh thạch khẩn cấp, không ngờ Viên Minh đã ra tay là cho 50 vạn linh thạch, quả thực biết các nàng đang cần gấp. Chương 448 dưỡng hồn. Khoản linh thạch này thật sự quá nhiều, trong ngọc giản tin tức giá trị không được nhiều như vậy. Viên đạo hữu nếu không chê, ta nguyện ý chuyển nhượng Lâm Thành Bách Đan Phường cho ngươi, cùng kinh doanh bản phường như thế nào? Nhàn Tư Vận mắt mù tầm rõ, không tham tiện nghi, đưa ra một lời đề nghị. Vậy theo lời của Nhàn đạo hữu đề nghị đi. Viên Minh vốn có chủ ý này, đối phương chủ động đưa ra tự nhiên là tốt nhất. Bách Đan Phường trước mắt mặc dù rơi vào khốn cảnh, nhưng Nhàn Tư Tịnh chính là thiên tài luyện đan, Nhàn Tư Vận càng là vận chủ kinh doanh thiện nghệ, chỉ cần có cơ hội, thương hội nhất định có thể quật khởi lại. Tịch Ảnh ở bên cạnh ánh mắt chớp lóe, nàng cũng nhìn ra tiềm lực của Bách Đan Phường nên mới kết giao cùng với tỷ muội Nhan Thị. Vốn dự định lấy một phần Bách Đan Phường đưa vào miệng, bồi dưỡng thế lực thuộc về mình ở Đông Hải này. Chỉ là gần đây nàng chưa về gia tộc, trong tay linh thạch không nhiều, bị Viên Minh đoạt trước, trong lòng phiền muộn, bưng lên chén linh trà uống một hớp lớn. Viên đạo hữu, đây là khế ước định mức chuyển nhượng của Bách Đan Phường, người cất kỹ đi. Nhàn Tư Vận lấy ra tờ giấy màu đỏ, ở phía trên viết mấy hàng chữ, chính là nội dung số định mức chuyển nhượng, lại vạch phá ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên. Trang giấy đỏ rậm sáng lên một tầng huyết quang yếu ớt, sau đó ảm đạm đi. Một cỗ khí tức không hiểu từ phía trên lan tràn ra, dung nhập vào thân thể của Nhàn Tư Vận. Viên Minh nhận ra trang giấy đỏ rậm này là ân huyết chỉ mà tu tiên giới dùng, dùng linh tài âm thuộc tính đặc biệt chế tác thành. Ở phía trên viết xuống văn tự, lại nhỏ huyết dịch, tương đương vừa lấy tâm ma lập thể. Hắn tiếp nhận ân huyết chỉ đặt ở trên bàn bên cạnh. Tỉ muội chúng ta còn có chuyện phải làm, Viên đạo hữu các người chậm rãi trò chuyện. Nhàn Tư Vận thu hồi túi chữ vật, mang theo muội muội đứng dậy cáo từ. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Viên Minh và Tịch Ảnh. Tịch Ảnh, ta không có hứng thú với kinh doanh thương hội, số lượng Lâm Thành này người thay ta trưởng quản đi. Viên Minh đưa ân huyết chỉ cho Tịch Ảnh. Không cần, Đông Hải thương hội san sát, thương gia có tiềm lực, cũng không chỉ có mỗi Bách Đan Phường. Ta muốn bồi dưỡng thế lực, có rất nhiều lựa chọn, không cần quà tặng của ngươi. Tịch Ảnh chưa từng nhìn ân huyết chỉ một cái, khẩu khí có chút cứng ngắc.
Trước mắt ngươi đã rời khỏi Vu Nguyệt giáo, Thạch gia nếu biết rõ việc này chỉ sợ sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt hơn. Trưởng quản một chút sản nghiệp về sau cũng có nhiều hơn một phần lực lượng. Ta quản lý Minh Nguyệt giáo đã rất đầu mẻ chán, thực sự không có tinh lực xen vào Bách Đan phường, ngươi tạm thời giúp ta đi. Viên Minh nhìn sát Tịch Ảnh không vui, nửa khuyên nửa dụ dỗ nói. Hắn cho Bách Đan phường 50 vạn linh thạch là trợ giúp Bách Đan phường một lần nữa quật khởi, đồng thời cũng là vì Tịch Ảnh. Lấy năng lực của Nhàn Tư Vận, cho dù ngươi là trưởng quỹ vùng tay quá chán, nàng cũng có thể quản lý Bách Đan phường tốt. Tịch Ảnh nâng chung trà lên uống một ngụm, trong lúc nói chuyện không còn vẻ cứng ngắc như vừa rồi. Viên Minh biết Tịch Ảnh tâm cao khí ngạo, khinh thường tiếp nhận quà tặng của mình, nói thêm gì thì cũng chỉ sợ tăng thêm xấu hổ, nên không kiên trì. Hắn bắn tay ra một giọt máu tươi rơi vào bên trên ân huyết chỉ. Ân huyết chỉ lập tức nổi lên một tầng huyết quang đậm đặc, một cỗ khí tức giống như trước tuôn ra dung nhập vào thân thể của hắn. Huyết quang trên trang giấy lập tức ảm đạm đi, một cỗ khí tức quỷ dị từ trên thân của ân huyết chỉ lan tràn ra, quấn quanh trên người Viên Minh, thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn. Cỗ lực lượng này có chút tương tự với hồn lực, lại chứa một loại quy tắc nào đó ngắm hòa trong bản xương, phân biệt không chân thực. Lúc này ngươi tìm đến Nhàn Tư Vận các nàng là vì tình báo Đông Hải sao? Tịch Ảnh để ly xuống hỏi. Ta dự định tìm một chỗ an trí phụ mẫu trên mấy ngàn hải đảo này, Viên Minh không giấu giếm nói thẳng. Vậy để Nhàn Tư Vận giúp ngươi tìm kiếm không phải tốt hơn sao? Nàng ta giỏi về thu thập các loại tin tức, rất nhanh là có thể tìm cho ngươi một địa điểm thích hợp. Mà nàng ta là tín đồ của Minh Nguyệt giáo, vẫn rất đáng tín nhiệm. Tịch Ảnh nói. Chuyện phụ mẫu ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, kể cả tìm muội Nhan Thị, nhiều thêm một người biết nhị lão sẽ nguy hiểm hơn một phần. Viên Minh lắc đầu. Cũng đúng, phụ mẫu của ngươi hiện tại ở nơi nào? Trong không gian Thao Thiên Đỉnh sao? Tịch Ảnh gật đầu sau đó hỏi. Ta dùng huyễn thuật để bọn họ một mực ngủ say, bọn họ nếu biết không gian Thao Thiên Đỉnh có hại không có lợi, Viên Minh nói. Phụ thân ngươi chỉ là tu sĩ luyện khí, mẫu thân càng là phàm nhân, thời gian dài rơi vào huyễn cảnh, cho dù huyễn thuật nhẹ nhàng nhất đối với thân thể và thần hồn vẫn không tốt. Tịch gia ta có một môn dưỡng hồn quy nguyên thuật, có thể giúp bọn họ khai thông thân thể và thần hồn, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Tịch Ảnh trầm mặc một chút chậm rãi nói. Viên Minh nghe thế thì hơi kinh ngạc nhìn Tịch Ảnh. Ngươi nhìn ta làm gì? Tịch Ảnh không khỏi ngồi thẳng cười hỏi. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, ngươi làm việc chỉ quan tâm chỗ yếu hại, không để ý tới râu ria không đáng kể. Không nghĩ tới ngươi còn cân nhắc chuyện kỹ như thế, Viên Minh nói. Là ta muốn lấy lòng phụ mẫu trượng phu, đương nhiên là phải dung tâm. Từ khi Kim Cương rời đi, Hoa Trì không có đối tượng đấu võ mồm, cả ngày nhàn rỗi. Lại một lần nữa từ trong túi linh thú đại vui cười mở miệng. Gương mặt xinh đẹp của Tịch Ảnh phát lạnh, một cỗ hồn lực bắn ra. Trước mắt Hoa Trì đột nhiên xuất hiện vô số huyễn tượng, có thực có giả, không thể nào phân biệt. Ngũ giác của nó trong nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo, toàn tâm đau đớn liên tục không ngừng. Đầu của nó giống như bị cắt mở, muốn kêu thảm, miệng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, thân thể không ngừng run rẩy. Tịch Ảnh, hạ thủ lưu tình. Viên Minh cảm ứng được tình huống của Hoa Trì, bị tâm phát ra một cỗ hồn lực bao phủ lại thân thể của Hoa Trì, hình thành một đạo bình chướng hồn lực. Vẻ mặt thống khổ của Hoa Trì hơi giãn ra, trì hoãn qua một hơi. Nhưng một cỗ chấn động quỷ dị lại theo hồn lực truyền tới thức hải của Viên Minh. Hồn lực của hắn lập tức trở nên hỗn loạn, ngũ giác cũng xuất hiện hỗn loạn. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng từ bên trong Thao Thiên Đỉnh triệu hoán ra một cỗ nguyện lực truyền vào trong thức hải. Hồn lực cũng lùi về trong hồn đan, đồng thời thi triển bí thuật cũng củng cố thần hồn, lúc này mới miễn cưỡng hóa giải của chấn động này. Tịch Ảnh thu hồi hồn lực, sắc mặt vẫn không đổi. Hoa Trì thở dốc không thôi, sợ hãi Tịch Ảnh, không dám nói nhiều thêm một câu. Viên Minh thầm truyền âm trấn an Hoa Trì hai câu, nhìn thoáng qua Tịch Ảnh bên cạnh, tâm tình vui vẻ, khoe miệng nhịn không được mà dương lên. Ngươi cười cái gì? Ta không có ý như Hoa Trì kia nói. Tịch Ảnh sụ mặt nói. Ta biết Hoa Trì thích hồ ngôn loạn ngữ, về sau ta sẽ giáo huấn nó. Thế nhưng mặc kệ trong lòng người nghĩ thế nào, lúc trước đều là suy nghĩ cho nhị lão, ta thay bọn họ đa tạ người. Ánh mắt của Viên Minh nhìn thật sâu
chắp tay cảm tạ. Ta vẫn còn có nhiều chuyện phải làm, không có thời gian dành ở chỗ này, không cần ta thi pháp, cáo từ. Tề Cảnh đứng dậy đi ra ngoài. Đương nhiên cần. Viên Minh vội vàng đứng dậy ngăn Tịch Ảnh, phất tay áo phát ra một cỗ thanh quang cuốn lấy hai người, nhoáng một cái tiến vào Thao Thiên Đỉnh. Phụ mẫu của Viên Minh đang nằm ở phụ cận tế đàn ngủ thật say. Tề Cảnh đi đến trước nhị lão, ngọc thủ xoay chuyển, trong miệng nói lẩm bẩm, vô số sợi tơ mỏng màu xanh từ lòng bàn tay bắn ra, lại là hồn lực cùng với pháp lực hỗn hợp mà thành, chui vào trong cơ thể của hai người, khai thông thần hồn cùng với thân thể của bọn họ. Mặc dù nhị lão ở bên trong huyễn cảnh ngủ say, biểu hiện ở trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Viên Minh thấy vậy thì vui mừng, lặng lặng đứng ở bên cạnh không nói gì. Tề Cảnh tiếp tục thi pháp, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới dừng tay. Sắc mặt phụ mẫu Viên Minh đều nổi lên huyết sắc, khí huyết vận chuyển linh hoạt, trạng thái rất tốt như ngày thường. Dưỡng hồn quy nguyên thuật quả nhiên là huyền diệu, Viên Minh khen. Thuật này vốn giúp người hôn mê bị tổn thương khai thông thân thể, đây là khẩu quyết thi pháp, ngày sau mỗi ngày người thi pháp một lần, ngủ say dù lâu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tề Cảnh lấy ra một viên ngọc giản đưa tới. Viên Minh đa tạ một tiếng, nhận lấy ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong đó. Dưỡng hồn quy nguyên thuật cũng không phức tạp, chỉ cần cẩn thận điều khiển hồn lực cùng với pháp lực là có thể thi pháp, càng tinh tế bí thuật hiệu quả càng tốt. Tịch gia các người không hổ là gia tộc hồn tu truyền thừa vạn năm, các loại bí thuật thần hồn tầng tầng lớp lớp, vừa rồi thi triển với Hoa Trì cũng là một trong số đó à? Viên Minh thu hồi ngọc giản nói, đó là thần hồn thiết cắt thuật của Tịch gia, có thể làm nhiễu loạn ngũ giác của địch nhân, cắt đứt thần hồn của đối phương. Ta vừa mới tu thành thuật này, lúc trước giao thủ với Lục Dục tôn giả vẫn chưa thi triển, nếu người muốn học ta có thể dạy cho ngươi. Tề Cảnh nói, không cần, trước mắt thần thông hồn tu ta đã đủ nhiều, ở chỗ Lục Dục tôn giả có được mấy loại bí thuật còn chưa kịp tu luyện, tiếp tục học nhiều ngược lại không tốt. Viên Minh lắc đầu, ngươi có thể hiểu là tốt, hiện tại thần thông của hồn tu của ngươi rất nhiều, Đại Hắc Thiên Thần Trường có uy lực kinh người, phù văn trên diện hồn kiếm cũng đặc biệt thần dị, nhưng đây đều là ngoại lực, căn bản hồn tu nhất vẫn là công pháp cùng với thần thông thức tỉnh, người phải bỏ nhiều công sức ở phương diện này. Tề Cảnh nhắc nhở, ta hiểu ý người, nói tới thần hồn hóa hình ta có một chuyện còn muốn hỏi, thần hồn của người hóa hình giống với Kim Ô, hiện tại toàn bộ Vân Hoang Đại Lục chỉ có Phú Tăng Đảo mới có một đầu yêu thú Kim Ô, nằm đó hóa hình người đã sử dụng tình huyết, hẳn là liên quan tới con Kim Ô ở Phù Tăng Đảo kia. Viên Minh gật đầu, sau đó hỏi nghi hoặc trước đó. Không sai, một vị trưởng lão Tịch gia vào nhiều năm trước tới Phù Tăng Đảo, ngẫu nhiên có được một giọt máu của đầu yêu thú cấp 5 Kim Ô kia. Gia tộc bởi vì kế hoạch một sự kiện đại sự cần một thần hồn cường đại dị thường, cho nên ngay lúc thần hồn của ta hóa hình để cho ta sử dụng giọt máu này. Tề Cảnh không giấu giếm, thẳng thắn nói. Đại sự gì, có nguy hiểm không? Trong lòng Viên Minh hơi động truy vấn. Nguy hiểm tự nhiên là có, nhưng mà đây là chuyện của Tịch gia, không liên quan gì tới người, người cũng không cần hỏi tới. Tề Cảnh nước mắt nhìn hắn lắc đầu nói. Viên Minh nhíu chặt đôi mi, thực sự không biết nói gì. Người yên tâm, chuyện này thật lâu về sau mới làm, đến lúc đó nếu người muốn đi cùng cũng được. Tề Cảnh hơi do dự lại nói, Kim Ô hồn của người có năng lực gì? Theo ta nhìn thấy mấy lần, tựa như có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn đối phương. Viên Minh nghe vậy mới chuyển buồn làm vui, lại hỏi, thần thông đốt hồn là năng lực hạch tâm của Kim Ô hồn. Tề Cảnh bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, một con tam túc Kim Ô từ mi tâm của nàng bắn ra, bay lượn cho không gian Thao Thiên Đỉnh. Lần đầu tiên Viên Minh quan sát kỹ thần hồn hóa hình của Tịch Ảnh, một cỗ dao động hồn lực cuồng bạo từ trên thân của Kim Ô hồn bộc phát, hơn xa hồn nha của hắn. Dao động hồn lực thật mạnh, không hổ là Kim Ô hóa hình, hắn không nhịn được mà khen ngợi. Chương 449, an cư thế ngoại. Người cũng không cần hâm mộ Kim Ô hồn của ta, hồn tu khác với pháp tu và thể tu, tuy rằng uy lực hóa hình của thần hồn rất quan trọng, nhưng biến hóa mới là quan trọng nhất. Thần hồn hóa hình Bạch Vũ Độ Nha của người chỉ là yêu thú bình thường,
nhưng có thể lấy linh hoạt biến hóa nhiều dạng, thành danh, vô cùng phù hợp với huyễn thuật khống tình, thậm chí với cả các thần thông biên vu nhập mộng sau này, kim mô hồn của ta chưa hẳn có thể vượt qua được hồn nha của ngươi. Tề Cảnh nói. Nói như vậy, Bạch Vũ độ nhà là lựa chọn thượng giai của thần hồn hóa hình. Vậy tại sao gần như ta không thấy hồn tu khác dùng hình thái hóa hình này? Viên Minh kỳ quái hỏi. Sau khi biến hóa thành Bạch Vũ độ nhà, tuy rằng thần hồn linh hoạt dễ biến đổi, nhưng thực lực lại thật sự quá yếu. Căn cơ tiên thiên nông cạn, sau này khó có thành tựu lớn. Bởi vậy gần như không có ai lựa chọn nó. Nhưng người thì khác. Bởi vì ngươi có Thao Thiên Đỉnh, luôn nuôi dưỡng thần hồn của ngươi, căn cơ hùng hậu, dù có dùng Bạch Vũ độ nhà hóa hình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tề Cảnh giải thích. Viên Minh nghe vậy mới hiểu rõ, chậm rãi gật đầu. Hai người lại hoàn huyên vài câu, không đợi trong Thao Thiên Đỉnh quá lâu mà nhanh chóng rời đi. Tề Cảnh cũng lấy lý do về phòng tu luyện mà đứng dậy đi mất. Viên Minh ngồi tĩnh tọa trong phòng, thần thức tiếp tục tiến vào bên trong ngọc giản, tìm kiếm hòn đảo phù hợp. Trọn vẹn hơn được canh giờ, hàng mày câu chặt của hắn bị khẽ nhúc nhích. Hắn lẩm bẩm thì thào nói, chỗ này xem ra lại thích hợp. Viên Minh không hành động ngay mà tiếp tục xem xét ngọc giản tới cuối cùng, không tìm thấy hòn đảo nào thích hợp hơn nữa mới quyết định. Hắn chỉ truyền âm cho Tịch Ảnh đó một tiếng, sau đó cũng vô thành vô tức rời khỏi và Long Vương Thành như lúc đến đây, bay vào Đông Hải mênh mông. Thời gian đoán một cái đã nửa tháng sau, Viên Minh đã tới một hòn đảo cấp 3 thuộc khu vực Tây Bắc của Đông Hải, tên là Trường Thanh Đảo. Trường Thanh Đảo, đảo như tên gọi, cây cối trên đảo tươi tốt, khắp nơi chim hót hoa nở, như thể một nơi thế ngoại đảo viên. Đây là nơi hắn tỉ mỉ lựa chọn được, định làm nơi cho phụ mẫu mình an cư dưỡng già. Bên dưới Trường Thanh Đảo còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản như than đá, lưu huỳnh, khí hậu ấm áp, bốn mùa như xuân. Hơn nữa nơi đây cách gần lục địa, rất ít bão biển, lốc biển. Thế lực tu tiên ở trên đảo rất hiếm khi xuất hiện. Thêm nữa nơi đây cũng không có tài nguyên gì đáng để tranh đoạt. Gần như trăm năm nay không phát sinh tranh đấu giữa các tu tiên giả, vô cùng phù hợp cho phản nghiêm cư trú. Viên Minh biến ảo dung bạo, mua tiểu viện nhị tiến u tĩnh trong một trấn nhỏ của phàm nhân có tên là Cố Trấn. Phụ thân, nương, chỗ này miễn cưỡng dùng được chứ? Thu xếp xong xuôi, Viên Minh hỏi. Rất tốt, nơi đây trời xanh nước trong, hoàn cảnh thích hợp tu luyện dưỡng sinh hơn ở bên trong kinh thành nhiều. Mẫu thân của Viên Minh xuất thân ở Sinh Diệp Tông, từ lúc ở viên phủ cũng đã thích chăm bón hoa cỏ trong lâm viên nên cực thích nơi này. Còn Viên Tổ Trùng cũng không đòi hỏi nhiều về chỗ ở. Hơn nữa, ông ta vốn dĩ chỉ muốn đi tới Đông Hải nên cũng rất hài lòng với tình hình nơi đây. Nhìn vậy thì Viên Minh cũng vui vẻ, bày đồ đạc mang tới viên phủ ra ngoài. Nơi này ngoại trừ nhỏ hơn nhà cũ ra thì gần như giữ được hơn phân nửa cảnh trí ở trong nhà cũ. Tuy rằng Cố Trấn không phồn hoa bằng kinh thành Đại Tấn, nhưng cũng không thiếu nhân công làm hàng ngày. Viên Minh thuê hai gia đình, hai đầu bếp nữ và một nha hoàn hầu hạ hai người. Cố Trấn đột nhiên có thêm một gia đình mới chuyển tới. Mới đầu còn có cư dân quanh đó tò mò nghe ngóng, chỉ là ngày hôm sau, người trong trấn thế mà sinh hoạt như bình thường. Với Viên gia không hề còn cảnh chỉ trỏ nghe ngóng, như thể Viên gia đã ở đây nhiều năm rồi. Ban đêm, Viên Minh đã dùng không không thủ giáo thay đổi trí nhớ của toàn bộ người dân trong trấn, khiến cho họ nghĩ Viên gia đã ở đây vài chục năm rồi. Minh Nhi, hồn thú thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể tùy tiện thay đổi trí nhớ của người khác à? Viên Mẫu tò mò hỏi. Hồn tu không giống với pháp tu, bí hiểm hơn nhiều. Chỉ khi tu luyện tới cảnh giới vô cùng cao thâm mới có thể sửa đổi trí nhớ của người khác. Hiện tại ta còn chưa làm được như vậy, chỉ có thể dựa vào pháp bảo của hồn tu này thôi. Viên Minh lấy không không thủ giáo ra giải thích sơ qua về cách dùng. Viên Mẫu tò mò cầm lên lật qua lật lại xem xét. Mẫu thân không có linh căn, không thể nào tu được pháp tu hay là thể tu, nhưng có thể tu luyện xem sao. Tuy rằng cách tu luyện của hồn tu không kéo dài tuổi thọ, nhưng tới cảnh giới nhất định, nhi tử của người sẽ có cách để mẫu thân dùng hình thức khác sống tiếp trên đời này. Viên Minh nói, chỉ cần Viên Mẫu tu luyện được tầng thứ nhất của Minh Nguyệt Quyết,
hắn sẽ dùng được bách quỷ dạ hành đồ luyện hóa nàng thành quỷ linh thể. Tuy rằng quỷ linh ở bên trong bách quỷ dạ hành đồ không coi là trường sinh bất tử, nhưng sống qua 200-300 năm thì cũng không thành vấn đề. Tâm ý của Minh Nhi nương hiểu, nhưng đời này nương không có hối tiếc gì nữa. Nếu nương còn trẻ, có lẽ còn muốn xông pha vào thế giới tu tiên giả một lần, nhưng hiện tại đã không còn tâm khí này, chỉ muốn sống an bình hết đời này thôi. Viên mẫu chả không không thủ sáo về nói: Minh Nhi, mẫu thân con và ta đã bàn bạc với nhau trước rồi, có thể nuôi dưỡng ra được một kết đan kỳ như con đã không sống uổng, con không cần phải phí phạo quá nhiều tâm huyết lên chúng ta. Viên tội trùng nói: Phụ thân, người có linh căn, với thủ đoạn hiện tại của con không dám chắc chắn giúp người kết đan, nhưng cũng dám nói 5 chắc 5-6 phần. Nếu mẫu thần có thể tu hồn tu thành công, nhà chúng ta có thêm 200-300 năm sống nữa cùng với nhau. Viên Minh khuyên nhủ phụ thân mình: Nếu có thêm thời gian sống chung với nhau thì tốt, chỉ là phụ mẫu con và ta không phải kiểu người yêu thích lang bạt thiên hạ như con. Với chúng ta mà nói thì thọ nguyên bao nhiêu không có vấn đề, chẳng qua là không muốn gây quá nhiều phiền phức cho con. Con cũng không cần quá bận tâm tới chuyện phụ thân trúc cơ đâu. Viên tội trùng đột nhiên cười nói. Viên Minh nhìn qua phụ thân mình, lại nhìn phụ mẫu mình một chút, sau một lúc trầm ngâm mới lên tiếng: Vậy hai người cứ an tâm ở lại đây, nhưng mà hai người nhất định phải lấy vò linh tửu này. Bên cạnh bàn xuất hiện ra một ánh sáng xanh, sau đó có thêm một cái vò rượu màu xanh nhạt cao tới 3 thước. Tuy rằng miệng vò vẫn còn đóng kín, nhưng vẫn có mùi rượu thơm ngát truyền ra, thấm tới tận ruột gan. Đây là rượu gì? Viên tổ trùng thích uống rượu nên ngửi mấy mùi thơm này, còn sầu rượu trong bụng đã bắt đầu nổi dậy. Viên mẫu liếc mắt nhìn viên tổ trùng, khiến ông ta vội vàng thu biểu cảm thòm thèm lại. Đây là vò linh tửu con ngâm cùng với mấy loại linh thảo, không những thơm ngon còn có thể khai thông tinh mạch, kéo dài tuổi thọ. Viên Minh nói: Đây là thứ tốt. Viên tội trùng cầm lấy vò rượu xem kỹ một lượt. Linh tửu này là Minh Nhi làm cho chúng ta, ông coi chừng tay chân, lỡ làm bể bây giờ. Viên mẫu sẵn giọng: Yên tâm đi. Vẻ mặt của viên tội trùng đầy say mê, không nhịn được mà muốn rót ra uống. Phụ thân, rượu này ngấm chậm, trong đó còn ẩn chứa linh lực rất dồi dào, uống nhiều không tốt. Phụ mẫu chỉ nên uống một chén là đủ rồi. Viên Minh vội vàng ngăn cản. Vò linh tửu này nhìn bình thường, nhưng hắn còn ngâm thêm mấy gốc linh thảo bày 800 năm ở bên trong dược viên tu la cung. Phạm nhân và tu tiên giả cấp thấp không thể uống nhiều, nếu không sẽ dẫn tới quá bổ hóa hại. Nửa tháng mới được uống một chén, quá ít đi mà. Viên tội trùng tiếc nuối nói. Ngũ cốc ở trên trường thanh đảo rất nhiều, có rất nhiều loại làm được rượu ngon. Phụ thần đã thích rượu như vậy, chi bằng nếm thử rượu ngon đặc sản ở nơi này. Chứ còn linh tửu này tuyệt đối không thể uống nhiều hơn. Viên Minh vừa cười vừa nói. Được rồi. Viên tội trùng miễn cưỡng đáp ứng. Mẫu thần cũng uống một chén, còn nhớ tiểu lượng của người không tệ chút nào. Viên Minh rót một chén cho phụ mẫu mình. Viên mẫu không từ chối, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Một luồng hơi nóng từ dưới bụng dưới của nàng dâng lên, rồi lan tỏa ra khắp tất cả các xương cốt tứ chi, thân thể của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, trò chuyện rôm rả hơn nửa ngày. Viên mẫu cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Viên tội trùng thì hiếu kỳ với trường thanh đảo này, nên ra ngoài ngắm cảnh. Minh Nhi, chúng ta đã yên ổn, dân trong trấn cũng đã thuần phát. Nếu con còn chuyện bận bịu thì không cần phải cả ngày cứ ở bên cạnh chúng ta đâu. Viên tội trùng nói. Không sao, dạo này con cũng không cần phải làm gì cả. Hơn nữa đã nhiều năm con không ở nhà, khó có được thanh nhàn như ngày hôm nay, để con ở bên cạnh hai người lâu một chút. Viên Minh đáp. Viên Minh đã có lòng, nương cũng hiểu được. Con muốn báo hiếu chúng ta thì chỉ cần mang một cô nương tốt về cho chúng ta là được. Mang thêm tôn nhi tôn nữ về nữa thì càng tốt. Viên mẫu vừa cười vừa nói. Viên Minh nghe vậy thì chợt giật mình, trong đầu lại vô thức lóe lên bóng dáng của Tịnh Ảnh. Chuyện hôn nhân không phải là chuyện đùa, con cần phải suy nghĩ kỹ đã, huống hồ còn phải đợi người ta đồng ý mới được.
Nói như vậy là Minh Nhi đã có người trong lòng rồi sao? Là cô nương thế nào? Hai mắt của Viên Mẫu sáng lên, chợt ngồi phát dậy. Viên Minh cười khổ, khuyên bảo mãi mới khiến nàng bình tĩnh trở lại. Hắn nói chuyện với phụ mẫu của mình một hồi, mãi tới khi mẫu thân ngủ mất mới đứng dậy rời khỏi trái phòng. Tuy rằng phụ mẫu của hắn chấp nhận sống an định ở bên trên Trường Thanh Đảo này, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng của hai người vẫn chưa thích ứng được. Năm sau mới tới lúc hẹn gặp Tịch Ảnh, Viên Minh định bụng sẽ ở bên phụ mẫu một năm này, tẫn toàn hiếu đạo. Một năm này đương nhiên hắn cũng không chậm trễ việc tu luyện. Viên Minh vẫn theo đúng thường lệ, tập một lần hương tượng đoán cốt thuật, sau đó lấy một sấp trận kỳ trận bàn cùng ngũ hành huyễn diệt trận ra, bố trí khắp nơi. Mặc dù Trường Thanh Đảo chỉ là đảo nhỏ ở Đông Hải, nhưng hắn cũng sẽ không thể coi nhẹ an nguy của phụ mẫu được, không muốn bất kỳ sơ sót gì xảy ra. Bày ngũ hành huyễn diệt trận xong xuôi, Viên Minh khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy tháo thiên đỉnh ra bắt đầu luyện hóa nguyện lực. Nhờ có hai tỷ muội nhan thì ba người của Bách Đan Phường đều đã trở thành tín đồ của Minh Nguyệt Giáo, với 6 trúc cơ, 30 mấy luyện khí, nên dù mức thành kính không đồng đều thì nhìn chung cũng đã khiến cho nguyện lực truyền tới nhiều hơn không ít. Ngoài ra còn có tài nguyên đưa ra, bên phía Hứa Triệt mời chào tín đồ đã thuận lợi hơn nhiều. Ngoài tín đồ phẩm nhân thì còn có thêm tín đồ tu tiên giả. Đáng tiếc Đông Hải cách xa Hắc Phong xa quá xa, nên nguyện lực truyền tới cũng bị tiêu tán như một phần. Cứ như vậy, chắc hẳn Viên Minh sẽ dễ dàng tu luyện tới tình vũ hậu kỳ. Đến lúc đó, lại cố gắng vài năm nữa là có thể đạt tới tình vũ đỉnh phong, rồi thử đột phá cảnh giới miên vu. Chỉ cần có thể tu thành cảnh giới miên vu, kết hợp với nguyện lực bên trong Bạch Ngọc Liên Đài của Thao Thiên Đỉnh, hắn tự tin có thể đối đầu với bất kỳ kẻ nào trong Vân Hoang Đại Lục này. Chương 450 Phân tách thần hồn. Nửa năm sau, bên trong không gian của Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh khoanh chân ngồi ở trên mặt đất bên cạnh tế đàn. Bách quỷ dạ hành đồ lơ lửng ở trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, 12 con hồn nha cũng bay lượn quanh người hắn. Những con hồn nha này, xét cả về tốc độ hay là linh hoạt thì đều mạnh mẽ hơn trước không ít. Bỗng nhiên Viên Minh mở to mắt, vùng nhẹ tay lên, 12 con hồn nha đồng loạt há miệng, nhưng không có sóng âm đen lúc trước xuất hiện nữa, mà là không gian quanh hắn đột ngột xuất hiện một thảo nguyên vô biên, cỏ xanh trải dài, đại thụ che trời, còn có chim kêu thú giống từ nơi xa truyền tới, không khác gì cảnh thật vật thật cả. Viên Minh đặt tay lấy ra diệt hồn kiếm chém ra, một đạo kiếm khí vừa thô vừa to, dài vài chục trượng hùng hăng bổ vào hư không gần đó. Không gian ảo ảnh kia khẽ rung chuyển, nhưng lại lập tức khôi phục ổn định. Dùng hợp nguyễn lực của phù văn chúng sinh bộng với nha trận thật quá gian nan, mất nửa năm trời mới có thể làm được. Cũng may mà hiệu quả đạt được không uổng công vô ích. Chẳng những lúc thi pháp đầy bí mật, mà không gian huyễn cảnh cũng kiên cố hơn trước rất nhiều. Cho dù miên vũ bị vây khốn cũng chưa chắc nhanh chóng đi ra ngoài được. Nếu hắn lại mật thêm lực lượng của Bạch Ngọc Liên Đài thì miên vũ cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Viên Minh lại kiểm tra không gian huyễn thuật một chút, hắn lại càng thỏa mãn hơn. Hắn bấm niệm pháp quyết giải trừ không gian huyễn cảnh, trở lại Thao Thiên Đỉnh. Ngay lúc hắn định rời đi thì sắc mặt chợt biến đổi, bèn đưa tay cầm lấy túi linh thú bên hông. Túi linh thú phồng to lên, bên ngoài mơ hồ có ánh quang điện màu tím chớp lóe. Mất một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã đột phá rồi. Viên Minh thấy vậy bèn trở nên vui vẻ. Bên trong túi linh thú là Lôi Vũ. Hắn ở trong tu la cùng khổ tu 3 tháng thì Lôi Vũ cũng thu nạp lôi điện lực đúng 3 tháng trời. Kinh Lôi Ấn chính là pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ẩn chứa lực lượng lôi điện bên trong cực lớn. Tuy rằng lôi điện không tính tinh thuần giống như lôi công trùy, nhưng đối với Lôi Vũ mà nói, như vậy đã đủ rồi. Thực lực của nó nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đã lên tới cấp 2 thượng giai. Lôi Vũ là vật cưỡi của Viên Minh, tu la cùng lại khó có thể chuyển chỗ được. Từ ngày hắn rời khỏi tu la cung đã bỏ Lôi Vũ vào bên trong túi linh thú để nó tiếp tục thu nạp lực lượng lôi định của Kinh Lôi Ấn. Tình hình như vậy có lẽ nó còn phải tiến thêm một bước nữa, đột phá lên cấp 3. Yêu lực của linh thú cấp 3 không nhỏ, túi linh thú không cách nào chứa đựng nổi. Nhưng nếu Lôi Vũ đã đột phá gần Trường Thanh Đảo, ắt hẳn sẽ mang tới động kinh không nhỏ. Nhưng dù vậy,
hắn cũng sẽ nghĩ hết cách che đậy, khó có thể đảm bảo không xuất hiện sơ suất gì, không khéo sẽ mang lại phiền toái không cần thiết. Viên Minh suy nghĩ một chút, lại một lần nữa thúc giục phù văn chúng sinh vọng và nhát trận. Hoàn cảnh không gian của Tháo Tên Đỉnh lại biến hóa, hóa thành một hải vực bao la, gió biển mặn ẩm, sóng cả vỗ từng trận. Hắn thúc giục túi linh thú, lôi vũ xuất hiện ngoài không trung, quanh người nó là một đám lôi vân màu đen kịt, từng tia sét chạy tán loạn ở bên trong, phát ra tiếng nổ vang, khiến người ta phải sợ hãi. Nhìn lượng yêu khí phát ra từ trên người của lôi vũ, có thể thấy quả thật nó đã đạt tới cấp 2 đỉnh phong, khí tức phập phồng kịch liệt như tùy thời có thể đột phá lên cảnh giới cấp 3. Kình lôi ấn cũng lơ lửng trong đám mây màu đen kia, tiếp tục phóng thích từng tia lôi điện tinh thuần ra bên ngoài. Qua quãng thời gian thu nạp lôi điện lực như vậy, lực lượng lôi điện trong kình lôi ấn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn đủ để lôi vũ đột phá được rồi. Viên mình vùng hai tay, linh khí cho không gian chậm rãi lưu động, hồi tụ từng chút, dẫn tới chỗ lôi vũ. Hắn đã có thể luyện hóa Thao Thiên Đỉnh một chút. Xem như cũng không chế được không ít linh lực ẩn chứa ở bên trong không gian này rồi. Thời gian trôi qua, thoáng quái đã qua nửa ngày, yêu khí trên người của lôi vũ vẫn đang nhanh chóng biến đổi. Chỉ là mãi không cách nào đột phá qua được tầng ngăn cách này. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong linh khí trong không gian Thao Thiên Đỉnh chưa đủ? Viên Minh cau mày. Không gian bên trong Thao Thiên Đỉnh không lớn, linh khí bên trong này không tính là quá nồng đậm, quả thật là không dễ để đột phá. Chẳng qua hắn nhanh chóng có ý tưởng mới, hắn lật tay lấy một vật ra, là viên yêu đan cấp 3 lôi thuộc tính đỉnh phong, ở bên trong pháp khí chữ vật của cha Diên Thải, ném vào bên trong đám mây đen. Trong yêu đan này chẳng những ẩn chứa lực lượng lôi điện cường đại, mà còn chứa yêu lực tinh thuần, vô cùng phù hợp cho tình huống trước mắt này. Ở tu tiên giới, linh thú gặp phải bình cảnh sẽ dùng thêm một viên yêu đan có thuộc tính tương tự để trợ giúp đột phá là chuyện bình thường. Lôi vũ khẽ kêu lên một tiếng vui sướng, há miệng nuốt vào yêu đan, vận chuyển yêu lực luyện hóa. Yêu khí ở bên trong mây đen nhanh chóng trở nên đồng đậm, lực lượng lôi điện lại một lần nữa tăng vọt, lôi điện bên trong cũng đã xuất hiện thêm những tia sáng vàng chói. Đã có yêu lực của yêu đan tiếp tế, khí tức của lôi vũ bắt đầu để thăng lên. Thấy vậy, Viên Minh cũng đã an tâm, ngồi xuống bạch ngọc liên đài, đồng thời chú ý tình huống lôi vũ, mà tùy thời xuất thủ tương trợ. Nửa ngày sau, tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt vang lên, lôi vân màu đen cho không trung bỗng bành trướng ra gấp đôi, bao phủ hoàn toàn cả hơn 10 dặm bầu trời. Khí tức của lôi vũ rốt cuộc cũng đã đột phá tới cảnh giới cấp 3. Hơn 10 đạo lôi điện thô to từ bên trong mây đen bổ xuống giữa mặt điểm biển bên dưới, như thể một cơn mưa sấm chớp rơi xuống. Nước biển ở bên dưới lập tức nổ tung, sóng nước tung tóe bắn lên cao tới mấy trường, để lại vô số bọt nước nổi lên. Đồng thời là từng luồng sét xuyên qua lòng biển, kích khởi lên một cơn sóng tiếp. Mọi thứ trong không gian đều mô phỏng thế giới chân thật bên ngoài. Về cơ bản thì những công kích lôi điện của lôi vũ mang lại hiệu quả thật sự như vậy. Một tiếng kêu to vang, tràn đầy sự vui mừng. Viên Minh cũng khẽ cười, tuy rằng tiềm lực của lôi vũ kém kim cương, hoa trì, nhưng vẫn đáng để bồi dưỡng. Quả nhiên hắn đã không thất vọng. Mây đen trên bầu trời cũng không tiêu tán đi ngay, mà nấn ná thêm cả nửa ngày, mới như cá vòi hút nước ao ao rút trở về. Thân hình của lôi vũ hiện ra, đầu của nó đã to hơn gấp đôi lúc trước, mỏ và móng vuốt cũng dài hơn rất nhiều, nhất là cặp móng vuốt sắc bén, còn chớp lóe ánh sáng, như thể có thể xé rách tất cả mọi thứ. Biến hóa rất nhiều của nó là những đường hoa văn lôi điện bên ngoài đã càng thêm rõ nét tươi sáng hơn. Thực tế lôi vân ở bên trên hai cánh còn hình thành hình thù chiếc cánh, như thể nó mọc ra hai cánh chim xếp chồng lên nhau vậy. Chủ nhân! Lôi vũ quay đầu nhìn về phía Viên Minh, vỗ cánh bay tới. Người nó chợt lóe lên rồi biến mất, sau tức khắc đã dịch chuyển tới bên cạnh Viên Minh. Lôi vũ cũng khẽ giật mình, như thể chính mình cũng không thích ứng được với tốc độ hiện tại. Người đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi, tốc độ cũng tăng vọt không ít, không tệ. Xem ra sau khi tiến dài lên cấp 3, thì thực lực tăng lên rất nhiều. Viên Minh gật đầu nói, nhờ có chủ nhân ban cho viên yêu đan kia, trong cơ thể của ta còn giữ lại được một nửa yêu lực của yêu đan này, còn cả miếng pháp bảo kinh lôi ấn kia nữa. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn hai thứ này, ta hẳn là có thể lên được cấp 3 trung giai.
Lúc đầu Lôi Vũ nói chuyện còn có vẻ gập ghềnh, sau đó nó nhanh chóng thuần thục. Viên Minh ừ một tiếng, lập tức hỏi han về năng lực của Lôi Vũ sau khi biến đổi. Thần thông của Lôi Vũ vẫn như trước, chỉ là uy lực đã có thể phóng đại lên. Uy lực thần thông lôi kích đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa có lẽ đã do luyện hóa viên yêu đan cấp 3 đỉnh phong kia, mà Lôi Vũ không phát ra tia sét bình thường nữa. Trong đó còn lẫn thêm cả kim lôi ẩn chứa bên trong yêu đan. Uy lực của lôi hơn xa lôi điện mà Lôi Vũ nắm giữ lúc trước. Hơn nữa còn có một loại cảm giác như thuần dương phá tà, có thể gây thương tổn cho các loại âm linh quỷ vật nhiều hơn hẳn. Kim này lại có thể giống với lực lượng lôi điện trong tấm phù lục Tu La thượng nhân tặng cho Tịch Ảnh. Chẳng lẽ hai thứ đó có cùng nguồn gốc sao? Trong lòng của Viên Minh chợt xuất hiện một suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn không có nhiều lý giải với lực lượng lôi điện nhiều lắm. Sau này đành phải đọc thêm điển tịch để có thể hiểu biết thêm. Tương tự với lôi kích, lôi vân mà Lôi Vũ triệu hoán ra có phạm vi và uy lực tăng thêm theo mức độ khác nhau. Viên Minh có lôi công trùy nên cũng không để tâm nhiều tới hai loại năng lực này của Lôi Vũ. Hắn chỉ quan tâm tới thần thông phi hành của Lôi Vũ. Sau khi Lôi Vũ đã quen với tốc độ của mình, nó đã có thể chở Viên Minh bay thử một đoạn trong không gian ảo cảnh. Đột phá tới cấp 3, tốc độ phi độn của Lôi Vũ tăng lên nhiều. Chưa kể nếu còn kích phát đường vân, hình cánh chim ở trên cánh mình, hai cánh còn được một luồng lôi điện bao bọc, chớp mắt có thể phóng qua trăm trượng. Nhìn qua chỉ thấy một cái bóng đen lập lòe tia điện ở trên mặt biển. Chớp mắt đã xuất hiện ở phía xa, rồi chớp mắt lại biến mất đi, phiêu hốt bất định như thể quỷ mị. Sau khi Lôi Vũ đột phá tới cấp 3, quả thật độn tốc tinh diệu hẳn lên, gần như sánh được với lôi độn trong truyền thuyết rồi. Viên Minh chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, vui vẻ nói. Với độn tốc của Lôi Vũ hiện tại, đừng nói tu sĩ kết đan, mà cả một vài nguyên anh không am hiểu độn tốc thuật, khó có thể đuổi theo được kịp hắn. Tốt, Lôi Vũ, người cứ ở bên trong túi linh thú tu luyện tiếp đi. Thu nạp lôi điện bên trong yêu đan cùng với lôi kinh ấn xong, tranh thủ sớm đột phá tới cấp 3 trung kỳ. Viên Minh động viên. Lôi Vũ đang tiếp tục khổ tu nên không phản đối, lại bay trở về túi linh thú. Viên Minh tản đi huyễn thuật, rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, đi ra bên ngoài. Hắn không tiếp tục tu luyện mà trở về chỗ phụ mẫu, nơi đó nhanh chóng truyền ra tiếng cười rôm rả. Tu luyện lúc nào cũng được, khoảng thời gian ở trường Thanh Đảo này hắn vẫn muốn dành thời gian chính là làm bạn với phụ mẫu mình. Khi hắn vẫn còn là thiếu niên, mỗi ngày đều mong mỏi sao cho được trưởng thành, sao cho thật mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, phần mong mỏi này đã chuyển sang lo lắng rằng mình chưa đủ thực lực để bảo vệ phụ mẫu, lo lắng phụ mẫu sẽ già đi. Hắn mong muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để dành được nhiều thời gian bồi dưỡng, làm bạn với hai người, để cho hắn có thể thêm mạnh mẽ hơn nữa, còn bảo vệ tốt cho hai người. Đảo mắt lại đi qua nửa năm, thời gian hẹn gặp Tịch Ảnh đã ở gần ngay trước mắt. Tuy rằng Viên Minh không nỡ, nhưng không thể không rời khỏi phụ mẫu mình. Chỉ là trước khi đi, hắn còn phải chuẩn bị thêm một ít nữa. Viên Minh ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quay tròn như bánh xe. Cuối cùng chợt dừng lại, rồi điểm lên huyệt thái dương của mình. Thần hồn trong thức hải của hắn chậm rãi phập phồng. Liệt hồn! Hắn cắn răng, miệng khẽ quát một tiếng. Thần hồn trong thức hải đột nhiên lại tách ra một phần, hóa thành một khối ánh sáng màu đen nhỏ, chừng nắm tay. Bên trong biểu hiện dung mạo của Viên Minh nhưng khá mơ hồ. Bấy giờ Viên Minh đang thi triển liệt hồn hợp đàn quyết của Tu La Thượng Nhân truyền cho, định phân liệt ra một phân hồn có thể đồng tâm nhất thể với mình. Một cơn đau đớn thấu xương từ bên trong thức hải âm ầm bộc phát. Đầu hắn như thể bị búa cùn, bổ làm hai nửa. Với ý chí cứng cỏi của hắn mà còn không thể nào chịu đựng nổi, cả người ngã lăn ra đất, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết, thân thể cũng cong lại thành hình con tôm luộc, lăn lộn không ngừng. Không chỉ có thân thể của hắn đau đớn, mà thần hồn trong thức hải cũng run rẩy mãnh liệt, như thể là ngọn lửa chập chờn trong cuồng phong, tùy thời sẽ bị dập tắt. Hết chương 450, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.